Bà con ơi, xôi, xôi vò là ăn rất là nhẹ bụng, dễ tiêu. Nhưng mà không phải ai cũng ăn được hết. Có những người, có những bệnh thế này, vui lòng không được ăn xôi vò. Vì nó là nếp, nó làm ôn ẩm, nên ăn làm cơ thể khi bị nóng. Không nên ăn là người có cơ thể khi bị nóng, người có vết thương hở, người đang bị nhiệt, sốt, ho, khạc, chướng bụng. Và nếp, nếp là xôi nha bà con, làm khó tiêu, làm cho mệt mỏi, nóng trong người. Đó, chứ không phải là ai cũng ăn được hết đâu nha bà con. Đó, nên vậy, nếu có vết thương hở, ăn rau, củ cải, rau ngót, rau má, diêm cá thì theo nạc, kho nghệ tươi, gạo nếp nấu xôi, gạo tẻ thì để nấu cơm. Đó, chúng ta không ăn được xôi vò, thì những người có bệnh thế này không ăn được xôi vò, ăn được gạo thì bệnh lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi và sức khỏe càng ngày càng xấu đi. Cơ thể bị nóng, có vết thương hở, đang bị nhiệt, sốt ho khạc, chướng bụng. Đó, nó làm cho khó tiêu trong bụng, làm cho mệt mỏi, làm cho nóng trong người. Đó, còn ngoài ra là xôi vò nó rất tốt, chứ không phải không. Nó tốt cho những người ăn được là nó chữa được các bệnh tiêu chảy, nó làm giảm tiêu chảy, giảm buồn nôn. Không ăn xôi thì nó tốt về cho việc giảm cân, dạ dày, nhiệt miệng, già, ốm, trẻ em, môi sức. Đó, chúng ta ăn một tuần hai lần thế cơm vẫn được. Ăn xôi vò là một tuần hai lần ăn thế cơm vẫn được. Xôi vò nó rất tốt là nó chữa cho các chứng tiêu chảy, nó làm giảm tiêu chảy, giảm buồn nôn, giảm cân, dạ dày, nhiệt miệng, người già, người ốm, trẻ em, môi sức. Nhưng mà ăn một tuần không quá hai lần, một tuần ăn không quá hai lần mà ăn thế cơm vẫn được. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào nào nào, sao chị xin chào.